Trời hoa cơn mưa làm ta rơi lệ. Các bác ơi, mưa gió này em cũng không bán ở đâu nhá. Đấy, các bác ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó thôi, chứ không phải đi mua xe làm gì đâu. Đấy, sau mưa hết bão hết lũ thì các bác hãng đi nhá. Chứ bây giờ đi là nguy hiểm lắm các bác ạ. Đấy, không nên liều mình đi làm gì cả. Xe thì các bác không mua thì tiền vẫn ở trong túi các bác. Mà em không bán thì xe vẫn ở bãi nhà em. Nên là các bác yên tâm, cứ bình thường. Đấy, chờ khoảng vài ngày nữa ổn định thì các bác đi mua xe. Thì bãi nhà em thì cũng chống cự đến tầm này là cũng rất là ổn định rồi. Đấy, nhưng mà sau bão thì trời lại bắt đầu lũ, đấy, lại mưa. Nên là thôi thì các bác tốt nhất là ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó, cùng nhau hỗ trợ bà con, cùng nhau xem ở khu vực mình, để có những vấn đề gì về ngập lụt thì các bác hãy cùng nhau giúp đỡ bà con ở những cái vùng bị lụt. Đấy các bác nhé. Đấy, chứ còn mưa gió này thì thôi thì em không bán ở đâu. Đấy, em không bán ở đâu các bác nhé. Em nghỉ vài ngày để cho nó tạnh ổn định, thời tiết nó ổn định. Đấy, hết nguy hiểm thì các bác hãy đi mua. Chứ đi mua thế này mà về đến ngang đường các bác lại bị ngập thì đúng là cũng khổ cho em và khổ cho các bác luôn. Đấy các bác nhé. Xe nhà em thì rất là nhiều. Tuấn Anh ô tô ở phòng thì lấy ô tô làm kinh tế. Nên là cũng muốn bán lắm, nhưng mà với cái thời tiết nó nguy hiểm như thế này các bác ạ. Thời tiết nó nguy hiểm như thế này thì nói thật với các bác là cũng không nên đi mua làm gì. Đấy, vừa lấy là các bác ở trên Hà Nội xuống đến đây nhưng mà cũng không mua được vì mưa quá, chả xem được cái gì. Lại phải về ở mãi Ứng Hòa, Hà Nội đấy. Cũng chả mua được con xe này mà đi về mất công lắm các bác ạ. Thôi thì tốt nhất là các bác ạ, xe nhà em thì còn đây, còn nhiều lắm. Các bác cứ ở nhà, cứ ở nhà gọi là đến bao giờ mà tạnh mưa, ngớt mưa thì các bác hãy đi mua. Chiếc xe nhà em nhiều lắm. Đấy, vài chục triệu hay là 5-70 triệu, 5-700 triệu nhà em cũng có này. Nhất là những cái dòng xe Morning E10, cỏ cỏ Matiz Spark này này, còn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, bà con các bác chị em thấy không ạ, trời mưa rất to. Ở phòng này gần biển mà còn có nguy cơ bị vỡ đê. Đấy, rồi là nhiều cái lắm. Đấy, đấy là nguy cơ thôi chứ chưa xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Nhưng đấy là nguy cơ đang cảnh báo thôi, cấp độ thôi. Đấy, còn các tỉnh khác thì cũng có một số chỗ vỡ rồi. Nhưng mà tốt nhất là các bác cũng đừng đăng một cái thông tin gì trên mạng nhé. Đừng thấy vui vui bùi bùi tai thì lại đăng thông tin nên là lại mà nó không làm sao động lòng dân, là hay bị công an phạt lắm. Chỗ em có mấy trường hợp đăng cứ đăng vớ va vớ vẩn nè, bị phạt rồi. Ô tô thì còn nhiều các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thấy ô tô thì còn rất là nhiều này. Đấy, bà con các bác chị em thấy đúng không ạ? Nhà em có quá nhiều ô tô luôn. Cần giải cứu, sau mùa mưa bão này. Nhưng mà đang trong cái thời gian mưa bão như thế này á, thì em cũng khuyên cáo các bác là cũng lên ở nhà thôi, không phải đi đâu xa cả các bác nhé. Đấy, đây này, đây. Tuy thế này thôi nhưng mà không thể lụt được. Mưa to thì không phải là lũ, mà mưa to thì nhà em vẫn có thường bị như này. Nhưng mà sau cái tạnh ấy thì nó lại thoát ngay. Ở phòng thì khu nhà em là cao nhất rồi, cũng chẳng có ngập lụt gì cả các bác ạ. Đấy các bác, cái bãi xe nhà em nó quá là ok rồi, đúng không ạ? Nếu như bà con các bác chị em nào vẫn quan tâm về ô tô thì các bác có thể gọi điện trực tiếp cho em hỏi xem như thế nào. Còn các bác nào mà xác định đã đi mua rồi thì các bác có thể là để sau bão rồi là mua cả thẻ nhé. Chứ bây giờ mà đi mua về rồi lại bị ngập lụt là chết dở đấy. Đấy, không đỡ được đâu. Bên em cũng không thể chịu trách nhiệm được cái vấn đề bác đi đường bị ngập lụt. Đấy các bác nhé. Đấy, các bác thấy đó, mưa rất là to luôn. Mưa rất là to luôn. Bãi nhà em vừa rồi cũng thiệt hại hàng mấy trăm triệu đồng luôn. Mấy trăm triệu đồng luôn các bác nhé. Đấy, các bác nào quan tâm về xe thì cứ mạnh dạn lên xem thôi, follow và ủng hộ cũng như đăng ký và like kênh cho em thôi. Đấy, vừa rồi là thiệt hại mấy trăm triệu đây. Mấy trăm triệu mà chống bão số 3 đây. Đấy, may hết cả lá này, anh em thấy ở trên lóc tôm nhỉ. Không còn một cái gì luôn. Rất may là cái dàn xe cỏ nhà em thì nó lại không ảnh hưởng gì. Đấy, rất may là cái dòng xe cỏ nhà em thì không ảnh hưởng gì. Nhà em thì đang có tất cả các dòng như là 7 chỗ thì có Toyota Innova, Toyota Fortuner, Kia Carren, hay là những cái dòng xe bán tải thì có Ford Ranger, hay những cái dòng xe sedan thì đang có những cái dòng xe như Toyota Vios, Hyundai Accent, Hyundai Elantra, hay là Daihatsu Lancetti, Mazda, hay những cái dòng xe rất là thịnh hành. Còn những cái dòng xe mà ví dụ như là một đầu ấy, thì đang có Morning E10 và tất cả dòng xe Spark, Matiz, cái tầm tiền từ vài chục trở lên. Đấy, tóm lại thì nhà em thì đang nhu cầu là gọi là cần bà con gọi là giúp đỡ giải cứu. Đấy, nhưng mà cũng không phải là ngay lúc này các bác ạ, vì còn rất nhiều nơi cần phải giải cứu về cái vấn đề cấp bách là lụt trước đã.
còn nhà em thì ô tô thì không bán trước thì bán sau. Đấy các bác nhé. Đấy các bác nhé, không bán trước thì bán sau, các bác thấy đúng không ạ? Đúng không ạ? Nên là các bác nào mà có nhu cầu mua ô tô thì cứ mạnh dạn lên alo cho em. Đó là cái điều mà Tuấn Anh cũng luôn luôn được hy vọng là các bác sẽ mọi lần thì Tuấn Anh cũng luôn luôn hy vọng là các bác sẽ đến nhà em uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm xe. Nhưng mà với cái thời tiết mưa gió bão bùng lụt như thế này thì thôi các bác ạ, các bác cứ ở nhà, ở đâu ai ở đâu ở yên chỗ đó, cùng nhau hỗ trợ cho bà con cùng dân làng mình hay là bà con khu xóm mình chống lụt. Đó, nhà bác không bị làm sao thì bác có hỗ trợ người dân các tỉnh đấy các bác nhé. Đấy. Thôi thì hôm nay thì Tuấn Anh chỉ quay cái video ngắn ngắn thế này thôi để thông báo nhà em là vẫn hoạt động bình thường nhé. Ô tô nhà em thì vẫn ở trong cái chế độ gọi là an toàn nhất có thể. Nó cũng chỉ như những cơn mưa khác thôi, nhưng mà ở các khu vực dân cư đang sinh sống thì nó có rất nhiều những cái vấn đề lũ lụt xảy ra. Chứ ô tô nhà em thì không có ảnh hưởng gì nhé. Các bác thấy đúng không ạ? Mưa thì mưa rất là to nhưng mà không có ảnh hưởng gì. Em cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con. Em xin chia sẻ, chia buồn cùng với tất cả những gia đình đã gọi là không may ở trong cái cơn bão số 3 và trận lũ lụt lịch sử này. Em xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Em thì chả có cái gì, chỉ có tấm lòng thôi. Chứ còn đâu thì em cũng không đi cứu trợ hay là đi đâu được cả các bạn ạ. Nên là các bác là mà thông cảm vậy cho em nhé. Nếu như các bác nào mà có gia đình người thân thì cho em xin gửi lời hỏi thăm. Và cũng xin cảnh giác đến tất cả mọi người, đừng để những cái thông tin đó sai lệch đăng lên mạng rồi là bị phạt, rồi là nó không đúng. Đấy, rồi là các bà con nào mà có xe thì trong cái thời gian mưa lũ này thì nhớ bảo quản, có xe rồi nhá thì hãy nhớ bảo quản để tránh bị ngập lụt, xem cái tình trạng mình cầm chặt luôn nhá. Đấy. Còn với Tuấn Anh thì bãi xe nhà Tuấn Anh thì vẫn đủ điều kiện an toàn. Đây các em vẫn quay, hôm nay là ngày 11 tháng 9 âm lịch, 11 tháng 9 dương lịch. Đấy, bãi xe nhà em vẫn an toàn, vẫn an toàn. Bãi xe nhà em thì ở thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vẫn đang trong chế độ an toàn nhất. Đấy các bác nhé. Trong chế độ an toàn nhất các bác nhé. Đấy. Và có các bác chị em nào cứ mạnh dạn lên alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ tư vấn xem những cái tình trạng nó ngập lụt như thế nào thì các bác có thể là mạnh dạn lên. Cách đề phòng hay là cách xử lý như thế nào. Đây anh em thấy đây. Ở đây thì cái bãi này nó vẫn còn đang ở rất là cao. Khu vực nhà em là khu vực có thể nói là nếu mà lụt thì là khu này lụt rất là nhiều, nhưng mà nhà em còn yên tâm như thế này thì các bác yên tâm nhá. Ok, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác chị em nhà mình đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn quan tâm đến Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Xin chào và hẹn lại quý khách hàng và quý bà con, cô bác chị em nhà mình ở những cái video tiếp theo để có thể là cập nhật sau bão, sau lụt và những cái chiếc xe bên em bà con nhé. Đấy, anh em thấy là an toàn đúng không ạ? An toàn luôn. Đấy, mưa gió như này thì em vẫn phải trực. Ở đây không phải là mình đi làm mình kiếm tiền mà mình đến đây để mình trực. Mình trực để xem là cái tình hình mưa bão xảy ra như thế nào, trên diện rộng như thế nào. Đấy, để còn biết đường mà đề phòng cái tài sản của mình, đúng không các bác nhá? Em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Em chào các bạn luôn ạ.